Chào các bạn nha. Wow, chà chà các bạn ơi. Hôm nay mình lại tìm được rất là nhiều đồ chơi nữa này các bạn ơi. Wow, ở đây mình thấy có rất là nhiều xe đồ chơi bự và xịn sò luôn nè. Wow, mình thấy có cả những đồ chơi con vật nữa các bạn ơi. Wow, đã chưa? Các bạn ơi. Hôm nay mình lại tìm thấy có một cái đồ chơi gì đây rất là đẹp luôn nè các bạn ơi. Wow, đã chưa? Wow, đồ chơi xe gì đây? Mình thấy hai cây xe đây là mình thấy nó lớn nhỏ mà thấy hai cây xe nó giống nhau lắm các bạn ơi. Wow, cái mặt nạ nè. Wow, bên này là cũng có mặt nạ nè. Wow, xịn sò chưa? Các bạn ơi. Wow, xe đồ chơi gì đây? Đã chưa? Mình thấy có bất tài xế nữa này các bạn ơi. Wow, đồ chơi xe đã bị bẩn nè. Đã lắm các bạn ơi. Wow, xe mình sẽ cho vào rổ của mình đi nha. Wow, xe đồ chơi nè các bạn ơi. Wow, một cây xe đồ chơi bự nữa các bạn ơi. Wow, xe bự xịn trò chưa? Chà, mình sẽ cho hết vào cái rổ. Wow, mặt nạ này các bạn ơi. Wow, đồ chơi con vật. Đồ chơi bỏ pin nữa này các bạn ơi. Wow, xịn sò luôn. Wow, xe cu li. Wow, một cái đồ chơi gì đây các bạn ơi. Wow, một cái đồ chơi gì đây? Đã chưa? Mình sẽ cho vào đây luôn. Wow, đồ chơi con vật nữa này các bạn ơi. Wow, rất là nhiều đồ chơi con vật luôn. Wow, đã lắm các bạn ơi. Wow, nhiều đồ chơi con vật xịn sò chưa? Wow, cái tay của mình cũng dính theo đồ chơi vật nè. Wow, xe. Wow, lại xe các bạn ơi. Wow, nhiều xe đồ chơi quá. Chà, Wow. Wow, đã các bạn. Một con như này mình thấy có 1 cái chân, 2 cái chân, 3 cái chân. 6 cái chân luôn. Wow, con này nó có cái rau ở trên đầu nữa này các bạn ơi. Wow, con gì ta? Ai đồ chơi bỏ bình nữa này các bạn ơi. Wow, chà. Wow, cái mặt nạ nó nhìn rất là ngầu luôn này các bạn ơi. Wow, được hai đồ chơi mặt nạ luôn. Wow, một cái xe đồ chơi gì đây bự nữa này các bạn ơi. Wow, ở đây mình thấy có gì đây? Xe cu li nữa nè. Wow, nhiều xe đồ chơi dữ các bạn ơi. Hôm nay mình rất là nhiều xe đồ chơi luôn. Wow, đã chưa? Wow, các bạn ơi. Hôm nay rất là nhiều xe đồ chơi bự và những đồ chơi con vật nó hấp dẫn lắm nha. Rồi bây giờ mình sẽ đem hết đồ chơi và rửa tay của mình để mình xem đồ chơi nó như thế nào nha các bạn nha. Wow, nước này rất là mát luôn. Wow, mình sẽ rửa xe đồ chơi cho các bạn xem. Wow, xe đồ chơi đã và xịn sò lắm các bạn ơi. Wow, để mình xem nó xe bự nó xe gì nha. Wow, các bạn ơi, wow, xe đây mình thấy cái bánh xe nó bự lắm nha, bánh xe màu đen nè và cái đây là màu vàng. Wow, đi cái pin mình thấy màu đỏ nè, đằng sau mình thấy có màu vàng các bạn ơi. Wow, để mình xem thử xe đồ chơi gì đây. Xe gì ta? Các bạn ơi, mình biết xe đây rồi. Wow, đây là một xe ô tô bên bự nha các bạn nha. Wow, cái xe ô tô bên để chở đất và chở cát nè các bạn ơi. Wow, xe ô tô bên bự đã chưa? Mình rất là thích cái xe ô tô bên bự đi luôn các bạn ơi. Wow, cái mặt nạ này các bạn ơi. Wow, mặt nạ gì đây? Wow, tâm an. Đây là một cái mặt nạ người xanh khổng lồ. Wow, xịn sò chưa? Mặt nạ nữa này các bạn ơi. Wow, hai cái mặt nạ đã rất là ngầu luôn. Wow, mặt nạ ngầu. Wow, các bạn ơi. Đây là một cái mặt nạ siêu nhân robot. Wow, xe đồ chơi ô tô bên chạy luôn. Wow, đã chưa? Mình thấy có một cái đồ chơi gì đây là lạ này các bạn ơi.
Wow, để mình chơi, để xem mình chơi gì. Wow, đồ chơi xịn sò đây. Bullet, bullet, có chữ bullet các bạn ơi. Wow, bullet là cái gì ta? À, để mình xem. À, các bạn ơi, đây là một cái máy bay. Một cái máy bay của cảnh sát này các bạn ơi. Wow, máy bay đã chưa. Wow, máy bay bullet luôn. Wow, mình rất là thích các bạn ơi. Xà hôm nay rất là xịn sò, có cả máy bay luôn. Wow, xe đồ chơi nữa nè. Wow, wow, M8. À, một cái xe trộn bê tông này các bạn ơi. Wow, cái xe trộn bê tông xịn sò chưa. Wow, cả đồ chơi xe bê tông. Wow, đây là xe đồ chơi nữa nè các bạn ơi. Wow, xe gì đây? M8 auto. Xe gì ta? À, các bạn ơi, đây là một cái xe máy móc bự nè. Wow, có cả cái xe máy móc luôn. Wow, xịn sò nha. Hôm nay nhiều xe đồ chơi đã lắm các bạn ơi. Xe cu li nữa nè các bạn ơi. Wow, xe cu li gì đây? À, một cái xe cu li trộn bê tông. Một cái xe cu li máy móc nữa nè các bạn ơi. Wow, đã chưa? Hay, thấy còn xe đồ chơi nhiều lắm các bạn ơi. Mình sẽ rửa hết xe đồ chơi trước cho các bạn xem. Wow. Wow. M8 nữa nè các bạn ơi. Wow. À, đây là một cái xe ô tô bên. Wow, xịn sò luôn. Một cái xe cu li đua nữa nè các bạn ơi. Wow. Chà, nhiều xe đồ chơi xịn sò lắm nha. Wow. À, một cái xe bồn nè các bạn ơi. Wow, mình có cả bộ 4 đồ chơi xe một màu vàng rất là xịn sò, trộn bê tông, xe bồn, ô tô bên và cái xe máy móc. Wow, đã nha. Ai xe này. À, mình sẽ rửa cái xe trước đi. Xe này cũng lạ lạ này các bạn ơi. Wow, đã lắm nha. Wow. Wow, xe gì? Ha. Xe gì mình thấy hấp dẫn đẹp lắm này các bạn ơi. Ha. Wow, rồi, rồi các bạn ơi. Ha, để mình xem thử này. Wow, xe này mình thấy có một bác tài xế màu xanh đang ngồi lái. À, các bạn ơi, mình biết rồi, đây là một cây xe máy móc. Wow, đã chưa, cây xe máy móc để bánh xích này các bạn ơi. Wow, cái bánh là mình dây xích luôn nha. Wow, xịn sò luôn, đồ chơi cây xe máy móc đã các bạn ơi. À, mình rất là thích đồ chơi xe máy móc luôn. Xịn sò chưa. À, một cái xe bự nhất này các bạn ơi. Wow, cái xe bự nhất mà không biết cây xe gì đây. À, mình cũng nghĩ nó là cây xe máy móc đó các bạn ơi. Nó có cái móc phía trên nè. Wow, mình sẽ rửa cho nó thật là sạch đẹp. Khám phá thử xe gì đây. Wow, đã lắm nha, xe bự các bạn ơi. Wow, xe này mình thấy có màu cam nè. À, và bánh xe thì màu đen. Wow, 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 các bạn biết chưa? Ha, đây là một cái xe máy móc bự nè các bạn ơi. Wow, xe bự lắm nha, xe máy móc rất là bự, rất là xịn sò luôn. Wow, có bác tài xế ngồi nữa nè, xa, xịn sò chưa? Wow, mình rất là thích cái xe đồ chơi máy móc ấy luôn các bạn ơi. Wow, xe đồ chơi máy móc bự đã lắm nha. Wow, xịn sò luôn các bạn ơi. Xa, wow, quá là đã luôn. Ôi, bây giờ mình sẽ rửa đồ chơi bỏ pin đi các bạn ơi. Ha, đồ chơi con bỏ pin nè. Wow. Wow, ok. Ha, wow, có gì đây? À, nó có chỗ bỏ pin nè các bạn ơi. Wow. À, các bạn ơi, ha, mình biết rồi. Đây là một đồ chơi chó cứu hộ này các bạn ơi. Wow, xa, đây là chó cứu hộ tên gì ta? À, à, mình biết rồi các bạn ơi. Wow, đây là đồ chơi chó cứu hộ Rubble. Wow, xịn sò luôn. Có cả con chó cứu hộ Rubble luôn các bạn ơi. À, thật lắm nha. Wow, đồ chơi bỏ bình nữa này các bạn ơi. Wow, đồ chơi bỏ bình gì đây? À, các bạn ơi, à, đây là đồ chơi chó cứu hộ nữa nè. Wow, xịn sò luôn. Để mình xem cái chó cứu hộ nó tên gì. À, mình biết rồi các bạn ơi. À, đây là chó cứu hộ Maso. Wow, các bạn ơi, có cả chó cứu hộ Maso đứng trên cái xe máy móc bự luôn. Wow, xịn sò luôn. Hay, đồ chơi con vật nữa này các bạn ơi. Wow, đã lắm nha. Wow, để mình xem cái còn gì đây. À, đồ chơi con hổ các bạn ơi. Wow, có cả đồ chơi con hổ luôn.
Wow, đã nha. À, lại con hổ nữa này các bạn ơi. Wow, hai đội chơi con hổ xịn sò chưa. Aha, wow, có con gì đây mà bự lắm nè các bạn ơi. Nó có rất là nhiều cái chân này. Wow, con gì đây ta. À, nó kêu được luôn các bạn ơi. À, đồ chơi chip. Wow, 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 xịn sò chưa. Để mình xem nữa nè. À, các bạn biết con này là đồ chơi con gì chưa? Mình biết rồi đấy nha. À, đây là đồ chơi con bọ hung khổng lồ. Wow, xịn sò chưa. Đây, chà, có cả đồ chơi con bọ hung khổng lồ luôn các bạn ơi. Mình rất là thích con bọ hung khổng lồ luôn. À, lắm nha. Wow, để mình xem thế này. À, đây là đồ chơi con cá, trong bộ đồ chơi con cá này các bạn ơi. Wow, giống con hổ dữ ta. À, các bạn ơi, đây không phải là con hổ đâu. Đây là một con báo đốm này các bạn ơi. Wow, và đây là đồ chơi con bò. Wow, nhiều đồ chơi con vật xịn sò chưa. À, có cả một con xe cu li nữa này các bạn ơi. Wow, à, xe cu li đua. À, được hai cái xe cu li đua này. Wow, coi như đây ta. À, các bạn ơi, đây là đồ chơi con rồng. Wow, một con rồng ngọc rất là xịn sò chưa. Wow, wow. À, các bạn ơi, à, đây là một con ngựa vàng. Nó màu đen và màu trắng này các bạn ơi. Wow, có cả đồ chơi con ngựa vàng luôn. Wow, xịn sò chưa. Wow, wow, các bạn ơi, ha, lại con ngựa vàng nữa nè. Wow, vậy là hôm nay mình được hai đồ chơi con ngựa vàng luôn. Wow, à, trong này còn ba đồ chơi con nhỏ nhỏ này các bạn ơi. Wow, để mình xem. À, đây là đồ chơi con dê, yeah, con cừu các bạn ơi. À, wow, đây là đồ chơi con chó nè. Và đồ chơi con lợn nè. À, đã quá. Wow, còn một con đồ chơi gì đây? Ủa, rất là dài luôn. Wow, con gì đây? Wow, wow, các bạn ơi. À, mình biết rồi. Đây là đồ chơi con khủng long bạo chúa. Ủa, dài, chà chà, xịn sò luôn. Wow, các bạn ơi. À, hôm nay mình tìm được rất là nhiều đồ chơi. Xe ô tô bên bự nè. Xe máy móc bự nè. Chó cứu hộ Maso và Rappo. Wow, có cả một cái máy bay nữa nè các bạn ơi. Wow, hai cái xe máy móc luôn ha. Ô tô bên kia ra ngoài kia rồi. À, đã nghe các bạn nha. Thôi bây giờ mình sẽ đem hết đồ chơi đây về mình chơi nghe các bạn nha. Hẹn các bạn ở video lần sau nha. Bye bye.